La Lâm, hoa hậu sinh ba con cho đại gia vẫn bị đuổi khỏi nhà, U50 được trai trẻ đáng tuổi con cầu hôn. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hoa hậu Á Châu La Lâm từ giã làng giải trí để lấy chồng đại gia rồi sinh ba con trai. Thế nhưng, hôn nhân của cô tan vỡ do người đẹp bị chồng tác động. Ở tuổi ngoài 50, La Lâm được trai trẻ đáng tuổi con cầu hôn. Hôn nhân tan vỡ vì bê bối ngoại tình, bị chồng bạo hành. Ở Hồng Kông thập niên 80-90, ngoài hoa hậu Hồng Kông, hoa hậu châu Á là cuộc thi nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của người dân xứ Cảng Thơm. Nhiều nữ minh tinh nổi tiếng hoa ngữ cũng có xuất phát điểm từ cuộc thi nhan sắc này. La Lâm là một trong số đó. La Lâm sinh năm 1965, cô đăng quang hoa hậu châu Á năm 1991. Vốn là một tiếp viên hàng không sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, thể hình đẹp, La Lâm nhanh chóng đầu quân cho ATV theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. 3 năm sau, cô chuyển sang TVB, nhà đài nổi tiếng nhất Hồng Kông lúc bấy giờ. Tại TVB, La Lâm khẳng định bản thân qua nhiều bộ phim truyền hình như Cô Tình Vạn Dặm, Tình Sâu Nghĩa Nặng, Thiên Địa Vô Tình. Tuy nhiên, năm 1996, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, La Lâm bất ngờ tuyên bố kết hôn. Giống như nhiều sao nữ nổi tiếng, cô lên xe hoa với một doanh nhân giàu có Hồng Kông. Ông xã của cô là Lưu Minh Khôn, con của một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng tại xứ Cảng Thơm. Sau khi kết hôn, La Lâm dần lút rút lui khỏi làng giải trí. Cô hạ sinh cho nhà họ Lưu 3 cậu con trai kháu khỉnh và tận hưởng cuộc sống vinh hoa khi làm dâu nhà giàu. Tuy nhiên, năm 2012, biến cố bất ngờ ập tới, La Lâm bị đồn cặp kè một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Khi tin đồn vợ bồ bịch đăng trên báo, Lưu Khôn Minh giận dữ vì thanh danh gia đình bị hủy hoại. Anh đuổi vợ ra khỏi nhà để đệ đơn ly hôn dù cả hai đã có 17 năm chung sống và ba mặt con. Trang IFN cho biết, sau khi ly dị, Lưu Khôn Minh đòi lại tài sản trước đó giao cho La Lâm giữ. Mẹ của hoa hậu tức giận buồn rầu mà ngã bệnh. Cũng trong thời gian này, La Lâm chua xót nghẹn ngào chia sẻ về cuộc hôn nhân tưởng như bình yên của mình. "Tôi chưa từng được hưởng thụ phú quý khi bước chân vào nhà đại gia, chồng cũ chi trả chi phí cho con, còn tôi vẫn phải dùng tiền tự kiếm để mua vật dụng cá nhân, đến chiếc túi sách cũng là tiền tôi bỏ ra," cô nói. Không những vậy, người đẹp cũng ngậm ngùi bày tỏ, "Tôi thấy phụ nữ chẳng cần đẹp làm gì, quan trọng là có phúc, tôi chẳng có phúc, tại sao quan hệ giữa tôi và chồng cũ lại căng thẳng thế này? Ban đầu tôi và Lưu Khôn Minh ăn ở với nhau khá tốt đẹp, sau đó chúng tôi hay mâu thuẫn trong việc dạy con cái, chồng cũ dễ dãi còn tôi khá nghiêm khắc, những năm gần đây xảy ra biết bao chuyện, tôi muốn dùng tình yêu hóa giải mọi thứ nhưng Khôn Minh ngày càng ghét bỏ, tôi nhường nhịn mà không có tác dụng gì, anh ấy đem mọi việc ra tòa, gia đình tôi đã phải bỏ rất nhiều tiền cho luật sư rồi, có lẽ tôi chẳng còn gì nữa." Chẳng những tiết lộ những góc khuất khi làm dâu nhà giàu, La Lâm cũng chia sẻ trong thời gian chung sống, cô thường xuyên bị tác động vật lý. Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý các con, cô nhẫn nhịn mà không báo cảnh sát. Ngoài 50 tuổi vẫn xinh đẹp, được trai trẻ đáng tuổi con cầu hôn. Sau khi ly dị, La Lâm không nhận được trợ cấp của chồng cũ. Cô vất vả đi đóng phim để kiếm tiền trang trải cuộc sống cá nhân và lo cho các con. Chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn này, La Lâm cho biết cô cảm thấy may mắn vì có nhiều bạn bè ở bên động viên giúp đỡ. Để có tiền nuôi con, lo cho mẹ già bệnh tật, La Lâm quyết định trở lại làng giải trí khi đã chạm ngưỡng 50. Cô thừa nhận nhiều lúc nghi ngờ năng lực bản thân nhưng chưa từng lùi bước. Nữ diễn viên đóng phim, phát hành sách, liên tục chạy show vì áp lực tài chính, bà mẹ ba con bộc bạch. "Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc mạnh mẽ đứng lên và tiếp tục. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là khi ngã, bạn phải học cách đứng dậy, không thể để lời nói của người khác làm mất đi sự tự tin của mình." Thời điểm dịch bệnh, công việc của La Lâm bị ảnh hưởng vì dịch bệnh, nhiều tháng liền không có thu nhập. Là trụ cột gia đình, nữ diễn viên phải rút hết tiền tiết kiệm để trang trải chi phí sinh hoạt, đồng thời chuyển sang căn hộ khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, cô hạnh phúc vì hai con thành đạt. Hồi năm 2021, La Lâm khoe ảnh con trai lớn Nathan tốt nghiệp đại học. Được biết con trai thứ của La Lâm là Jordan cũng đã tốt nghiệp từ năm 2020, sau đó kết hôn với người đẹp Lai Diana Kichona, hiện cả hai sống và làm việc ở Mỹ. Sau phim Nghĩa Nặng Tình Thâm như chút bớt gánh nặng sau bao năm một mình nuôi con khôn lớn, cô tâm sự: "Hành trình làm mẹ đơn thân ngót 10 năm qua không hề dễ dàng chút nào, những khó khăn cứ nối tiếp nhau và có vô vàn mồ hôi nước mắt. Tương lai còn nhiều thử thách đang đợi, mong rằng mẹ tôi và các con có thể cùng nhau vượt qua." Về chuyện tình cảm, năm 2016, La Lâm bị đồn được một chàng trai trẻ giàu có kém cô 20 tuổi cầu hôn. Nhiều nguồn tin còn khẳng định cả hai đã chụp ảnh cưới bên Pháp. Tuy nhiên, La Lâm vẫn im lặng trước tin đồn. Thời gian về sau, người ta thấy cô vẫn lẻ bóng đi về một mình. Cũng có một số tin đồn cho rằng La Lâm đang được đại gia bao nuôi, nhưng cựu hoa hậu lên tiếng phủ nhận. La Lâm cho biết tuy được một số người theo đuổi nhưng cô chưa nhận lời ai. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, người đẹp rất cẩn trọng và phải cân nhắc thật kỹ trước khi bước vào một mối quan hệ tình cảm.